Sau gần 3 tuần tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn, Olympic Paris 2024 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại sân vận động Stade de France, một trong những địa điểm mang tính biểu tượng của Thế vận hội. Lễ bế mạc tại thành phố nghệ thuật Paris bao gồm những màn biểu diễn nghệ thuật vô cùng đặc sắc, hoành tráng và sôi động cùng với sự tham dự của rất nhiều những nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Như các kỳ trước, buổi lễ gồm những nghi thức truyền thống như dập tắt ngọn lửa Olympic, trao cờ Olympic cho ban tổ chức Olympic Los Angeles 2028 và cuộc diễu hành của các vận động viên. Đáng chú ý là màn biểu diễn của tài tử phim hành động Tom Cruise trong nghi thức trao cờ Olympic, mở đầu cho thời gian đếm ngược đến Olympic Los Angeles 2028. Kết thúc buổi lễ đầy màu sắc của Olympic Paris 2024 là màn pháo hoa rực rỡ và choáng ngợp. Trong kỳ Olympic này, đoàn Mỹ chính thức đứng đầu bảng tổng sắp huy chương sau chiến thắng sát nút 6-7, 6-6 vào giây cuối cùng của đội tuyển bóng rổ nữ trước chủ nhà Pháp trong trận chung kết cuối cùng của Thế vận hội năm nay. Với chiến thắng này, đoàn Mỹ giành được 40 huy chương vàng, 44 huy chương bạc và 42 huy chương đồng. Trong khi đó, Trung Quốc dù có số huy chương vàng bằng với Mỹ nhưng thua về số huy chương bạc với 27 huy chương, đứng ở vị trí thứ hai toàn đoàn. Lần lượt tiếp theo là Nhật Bản với 20 huy chương vàng, Australia với 18 huy chương vàng và nước chủ nhà Pháp với 16 huy chương vàng.